Rồi những khi nào em thấy buồn, hãy nhớ lấy những giây phút ban đầu. Ngày trái tim còn biết rung động, khi mới yêu lòng không biết ghét hờn. Rồi những khi nào em thấy buồn, hãy nhớ những sớm mai biết yêu người. Lòng trắng trong và đời biết rung động, không tính toán và không biết lọc lừa. Và một ngày nào em sẽ biết bài học yêu thương còn rất vô cùng. Em sẽ biết yêu qua ngày tháng để con tim vơi đi những nhọc nhằn. Và một ngày nào em sẽ biết những niềm đau còn theo em đến. Bộ nói với Bảo Lan có chuyện gì hả? Dạ, anh có chuyện buồn Bảo Lan cho nên là uống chút xíu rượu. Mẹ đừng la mắng anh nha. Mà phải Bảo Lan có bạn trai ở Hàn Quốc không? Dạ, mẹ cứ coi như không biết gì nha mẹ. Đừng nói lại cho anh hai nghe nha mẹ. Yêu? Nó yêu thì con phải biết chứ. Con đâu thấy nó qua lại với ai đâu. Với lại cái vấn đề này con còn ngại hỏi lắm. Cái con nhỏ này được chiều chuộng quá thành ra bướng bỉnh như vậy đó. Tính khí lúc nào cũng bất thường hết. Ê, cô nhìn gì vậy? Cái mặt anh ói, nhìn thấy gớm. Tự nhìn tôi ói làm gì mà thấy gớm hả? Mẹ, thực ra con với anh Cường đâu có liên quan gì đâu. Nghĩa là mẹ cũng không có liên quan gì hết hả? Em yêu anh mà. Đương nhiên em muốn biết anh ở đâu và ở với ai chứ đúng không? Ôi Bảo Lan ơi, anh nói với em rồi. Ba mẹ anh muốn có cháu bồng, cho nên bắt anh là phải dắt Thủy Tiên đi du lịch cho cổ vui vẻ thoải mái. Vậy mới dễ có con được. Dễ có con nè. Làm chứ. Trên đời này thiếu gì con gái. Bộ không có con Lan rồi con lấy vợ không được hay sao? Nói mẹ mà kệ con đi. Bây giờ mày có biết là con đau như thế nào không? Đau cái gì hả trời? Coi cái mặt cái vô tích sự ghê không? Con quên nó đi. Thôi mà mẹ, bọn con trai không có cửa với con đâu. Mà sao mẹ tin lời anh hai không lời con chứ? Mẹ không có thiên vị ai hết. Nhưng ai nói đúng thì mình phải biết lắng nghe chứ. Em vô nhà trước đi. Anh phải đi. Anh mới về tới nhà mà còn đi đâu nữa vậy? Anh không biết nữa. Alo, Bảo Lan hả? Tiên hả? Sao nghe giọng Tiên lạ vậy? Không khỏe à? Mình chỉ hơi mệt chút thôi. Mình có chuyện này muốn nói với Tiên. Dù sao mình cũng là bạn thân. Nên... thôi được rồi, mình vào câu chuyện luôn nha. Ngày hôm nay, mình thấy anh Huy đi với bạn gái ở trong trung tâm thương mại á. Lan nói sao? Anh Huy hả? Mình thấy á, họ đi lựa nhẫn tình nhân gì đó. Mình nghĩ là mối quan hệ này không đơn giản đâu. Nhưng mà có đúng là anh Huy không? Là có nhìn lầm người không đó? Nếu mà nhầm lẫn thì Lan không có gọi cho tình gì. Thì cứ bình tĩnh. Để sau nếu có chuyện gì cần giúp thì cứ gọi điện cho Lan nha. Vậy
có dáng nào mà nhìn cho nó sexy cũng cống lên rồi nè. Ba. Ủa Bảo Lan con. Ba. Ừ. Sao ba lại tới đây ạ? Ba, bây giờ con rất bận. Con phải... Không không, ba không có làm mất thời gian của con đâu con. Ba biết chuyện con của Hiền Cường, ba nghe rồi. Đương nhiên suy nghĩ của con là đúng. Con là dân du học mới về, tương lai con còn sáng lắm. Ba hiểu tâm trạng của con hiện giờ. Con cảm ơn ba đã hiểu cho con. À, hôm nay ba tới đây, ba trao con chiếc nhẫn này. Ba ơi con. Thôi con nhận đi con nhận đi. Coi như là nể mặt ba. Con bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại nghe con. Ba về, thôi ba về. Ba ơi. Ba Tiên có tới đây tặng cái này cho mình. Thực ra mình cũng không biết là cái ý gì, nhưng nhà Tiên cứ thay phiên nhau tới đây. Chỗ này là chỗ làm việc, mình cảm thấy rất là phiền. À, đây là nhẫn của bạn trai dành tặng cho mình. Có cả tên tiếng Anh của mình ở trên đó đó. Giờ Tiên đã hiểu tại sao mà mình không thể nhận lòng tốt của gia đình Tiên rồi. Mình đã có bạn trai rồi. Mình xin lỗi, mình biết rồi, đừng khỏi lo nữa. Để mình về mình nói với người nhà mình. Ủa, con về rồi hả? Mẹ đang nấu cháo gà, tính một lát đem qua cho con ăn. Thôi bây giờ ngồi đi, mẹ xuống mẹ múc. Thôi mẹ, mẹ đừng lấy, con không đói đâu. Mẹ báo con tin mừng luôn nè. Người ta thấy mẹ nấu ăn ngon á, nên họ mời về nhà nấu bếp cho họ luôn rồi. Mẹ lại đi làm ô xin hả? Con đã nói là mẹ đừng làm nữa mà. Cái gì mà ô xin chứ, chỉ là nấu bếp cho họ thôi mà. Với lại mẹ còn khỏe, phải kiếm việc gì làm thêm để kiếm tiền trả nợ ngân hàng nữa. Ở nhà ngồi không chán lắm. Sao vậy? Mẹ à, gia đình mình hãy buông tha cho Bảo Lan đi mẹ. Con nhỏ đó nói với con vậy hả?
Bảo Lan trả lại cho ba mẹ đó. Này, giận của mẹ mà. Ông này sao tự nhiên đưa cho nó vậy? Mẹ đừng nói như vậy mà. Dù sao Bảo Lan cũng giống như người nhà mình thôi. Mẹ không cần cái thứ người nhà như nó. Mình dương vấn với nó làm gì? Ủa Tiên, con mới về hả? Mà làm gì mặt bà quạo quá vậy? Quạo gì? Vợ của tôi mà ông đem cho Bảo Lan chi vậy? Nó trả lại hả? Nó kêu Thủy Tiên đem về kìa. Vậy là nó muốn tiền giao gia đình mình rồi. Con nhỏ thiệt là vô ơn mà. Thầy ghét. Thank you.
Chuyện gì vậy? Chạy đi Mi Pa Si. Nè, đứng lại. Anh hai. Cô kia. Anh hai, đứng lại. Anh hai. Anh hai. Cô kia. Thôi mà. Như thế. Chuyện gì vậy? Em xin lỗi anh hai. Em làm anh hai thất vọng rồi. Anh hai không cần em xin lỗi. Nói cho anh hai biết chuyện gì mới xảy ra. Nói đi. Anh hai sống ở nước ngoài nhiều năm, chắc anh hai hiểu mà. Anh hai biết em đang ở trong tình trạng như thế nào rồi. Anh hai không cần phải hỏi nữa đúng không? Nhưng hả? Em suy nghĩ lại đi. Nè, mẹ với anh hai thương em như thế nào? Em nghĩ kỹ đi. Em có biết mẹ với anh hai thương em như thế nào không? Em làm như vậy mẹ biết thì sao? Hứa với anh hai, bỏ hết đi. Bỏ hết đi anh hai, giúp em làm lại từ đầu. Hứa với anh hai đi. Em làm như mà anh hai. Em muốn anh hai giữ kín chuyện này. Anh mà nói với mẹ, anh sẽ phải hối hận đó. Anh biết tính em như thế nào rồi. Em không sợ gì hết. Chỉ là trong chuyện này, em không muốn mẹ phải biết. Một cái ấm trà thôi cả buổi không xong. Từ lúc đi nghỉ mát vậy tới giờ nó thấy mát mát sao? Thím à, sao thím hay gây chuyện với con dâu quá vậy? Tiếc quà nó đúng á, chẳng qua là bà hay thành kiến thôi. Trà xong rồi nè mẹ. Khỏi, uống vô mất công mắc cái cục tức nữa. Dạ con xin lỗi, con bận chút chuyện nên làm hơi chậm. Không sao. À con à, cơm nước xong chưa vậy? Dạ xong hết rồi ba. Xong gì mà xong? Chồng cô đi chưa về mà cô cũng quan tâm gì tới nó vậy? Ủa, Gia Huy đi không về, Thiếm cũng đổ hết cho Thủy Tiên hả? Con thấy Thiếm cái này là cố tình kiếm chuyện rồi đó nha. Ủa kỳ á, sao tự nhiên cái nhà này cái gì tự nhiên binh không vậy? Riết rồi cái tôi không có cái tiếng nói gì hết trơn à. Ôi mẹ, có chuyện gì mà căng thẳng chứ vậy? Người trong nhà không à, mẹ bình tĩnh đi, ngồi xuống đây. Sao? Có chuyện gì vậy nói con nghe. Dạ Huy, mai mốt tan sở về nhà liền đi, đừng có để cho Thủy Tiên bị la nữa. Thì ở công ty có nhiều việc mà, xử lý xong việc rồi mới về được chứ không lẽ bỏ về giữa chừng. Mẹ, con làm xong việc là con về với mẹ, mẹ đừng có lo cho con. Nhà này chỉ có con thương mẹ nhất rồi đó. Nói cứ y như là thiệt vậy. Thì đúng là vậy mà ba. Mẹ ơi, giờ con lên tắm rồi con gặp đối tác, con không ăn cơm đâu. Đừng chờ con nha. Bà xã, lấy đồ giùm anh. Lên lo đồ cho nó đi, đứng ngó cái gì. Dạ, con đi liền. Con mình nó vừa đẹp trai, hiền lành, dễ thương. Sao lấy con vợ gì mà khờ dữ vậy? Bởi vậy, cứ độc thân như con phải sướng không? Khỏi lo chuyện chồng con gì hết, mất mệt. Qua nè, con cũng phải lo chuyện hôn nhân đi chứ. Hứ, khó à. Thôi, con đi dọn cơm đây. Đồ nè ông xã. Đây là nhẫn của bạn trai dành tặng cho mình. Có cả tên tiếng Anh của mình ở trên đó đó.
Đây là cái gì? Cái nhẫn. Em đang hỏi đây là nhẫn gì? À, cái nhẫn này hôm trước anh đi họp lớp xong rồi tụi nó tặng đó. Vậy còn chữ HNH là sao? HNH nghĩa là học và hành, là cái tên nhóm của anh hồi trước á. Chừng nào tụi anh học lớp á, anh mới đeo nhẫn này thôi, em giữ giùm anh đi nha. Ừ, bây giờ á, anh phải đi làm rồi. Chắc là tối nay anh về trễ á. Bà xã không cần chờ anh đâu. Nha, anh đi à. Bảo Lan à, anh nhớ là em rất thích hoa hồng. Mong em lúc nào cũng xinh tươi như hoa. Anh rất là yêu em, Cường. Nhà quê, mày đặt đi tán gái nè. Xem chút nữa anh không qua được luôn rồi đó. Sao vậy? Thì cũng tại cái nhẫn của em đó. Thủy Tiên nói gì sao? À, cô hỏi là cái nhẫn ở đâu ra? Cô có hỏi ý nghĩa cái chữ HH ở trên nhẫn không? Hỏi nhưng mà anh không có trả lời. Rồi anh bị chuyện anh chạy đi luôn á. Mà điện thoại của anh đâu? Em gọi hoài anh không nghe vậy? Nè. Rồi chạy đi gấp quá, chắc đây quên ở nhà luôn rồi đó. Mà cái này là em làm á hả? Ừ. Giận cũng được quá ha. Thấy ngon á. Ê, mà cái này sao nhìn y chang mua ở siêu thị vậy? Nhỉ? Em làm đó. Em làm mà. Giỏi quá vậy. Anh không biết đâu, hồi ở nhà Thủy Tiên á, em phải làm tất cả mọi việc. Nào nào quét nhà nè, dọn dẹp nè, rồi mà thôi, chuyện qua rồi, không có nhắc lại nữa. Ngon không? Được á. Anh làm món này ngon á. Cứ phụ nữ mà đẹp, nấu ăn ngon là anh kết à. Thì em lúc nào cũng chờ anh mà. Ngoài kia cũng nhiều cô chờ anh lắm á. Không cục ly với em à? Thôi rồi quá, ngủ ngon á. Chúc mừng cho sự chờ đợi của em nha. Thank you.
Mẹ mới về. Mẹ về rồi đây. Em con đâu rồi? Dạ, chắc nó trên phòng đó mẹ. Gọi em con xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói với hai con đó. Dạ. Nhật Hạ, xuống mẹ kêu nè. Hôm nay con làm sao vậy? Mệt lắm hả? Yên tâm đi, một hồi nữa mẹ sẽ chưng yến cho các con ăn. Dạ, con không sao đâu mẹ. Mẹ ra đây con. Mẹ báo cho hai con biết, mẹ vừa tìm được người giúp việc cho gia đình mình rồi. Cô ta làm ở thẩm mỹ viện, giỏi lắm con à, lại biết nấu ăn nữa. Vậy hả mẹ? Như vậy là tốt quá rồi. Mẹ à, con có chuyện này muốn nói với mẹ. Nhật Hạ, có gì nói với anh được rồi. Đâu mà, cứ để em con nói. Đừng dồn nén quá trong người như vậy không tốt đâu. Sắp tới con đi tỉnh chơi nha mẹ. Đi với bạn trai hay bạn gái hả con? Con gái, mẹ yên tâm đi mà. Mẹ, con nghĩ không nên để em đi đâu. Con gái đi qua đêm lâu không tốt. Mẹ đã cho rồi, anh không có cần phải lo như vậy. Em lớn rồi mà. Xin lỗi nha, vừa mới ăn xong, chưa có kịp dọn. Hèn gì, Lan không muốn mình tới đây. Đâu có đâu. Bởi vì là ngày hôm nay có bạn trai của Lan ở đây. Tin vào thì không có tiện. Tại sao? Bạn trai của Lan biết tin hả? Có thể là không biết mà, có thể là biết. Ê, Tiên làm cái gì vậy? Mình muốn vô trong. Ok. Tiên, ê. Tiên à, đây là nhà của Lan mà. Đâu có cái thời Lan đang nhờ đậu nhà Tiên ở đâu mà Tiên muốn làm gì thì làm vậy. Tôi không có ý đó. Tìm xong người cần tìm, tôi sẽ đi ngay. Ê, phải cô biết được sự thật thì cô mới vui sao? Lan nguyên ở trong đó có đúng không? Giả mù giả điếc á thì còn đẹp mặt với thiên hạ, còn cố biết được sự thật như cô á thì xấu chàng hổ ai đây. Cô nói cái gì vậy? Nhìn cô kìa, cô tội nghiệp quá. Cô chỉ có được thân xác của anh Huy, còn trái tim của anh ấy thì cô không có. Hai người đúng là đồng sàng dịch mộng mà. Cô
Ê, cô không có tư cách để đánh tôi nha. Là anh Huy, anh ấy dụ dỗ tôi làm người tình của anh ấy, lên giường với anh ấy. Cô có biết không? Cô im đi. Cô không muốn nghe nữa à? Tôi còn nhiều điều muốn nói với cô lắm đó. Ngoài việc lên giường với tôi nè, anh Huy còn cho tôi tiền đi Hàn Quốc. Và cái nhà mà cô đang đứng á, anh cũng là người thuê cho tôi. Cái nhẫn này anh cũng mua cho tôi đó. À, còn chuyện nữa. Cái ngày mà đi với cô đi nghỉ mát á, anh cũng bỏ cô mà theo tôi đó. Cô có thấy cô đơn không? Cô đơn không? Đồ vô làm gì? Vô liêm sỉ ư? Với tôi á, đó là niềm hạnh phúc á. Tôi ước gì cô biết được cảm giác đó. Cảm giác vụng trộm á, nó tuyệt vời lắm. Tôi biết anh Huy mà, anh vẫn yêu tôi. Chẳng qua là anh không vượt qua được cám dỗ thôi. Đó mới là vấn đề đó. Tôi nghĩ cuộc hôn nhân của hai người hết hạn rồi. Cho dù là hết hạn đi chăng nữa, tôi cũng muốn chính miệng anh Huy nói. Anh Huy, anh đâu rồi? Thôi, anh Huy ơi, anh ra anh nói anh yêu em đi. Trốn ngoài vậy. Chị Tiên à, em chuyện không vậy đâu. Không phải gì nữa, anh nói cho cô ấy hiểu đi. Trước sau thì chẳng phải nói. Nói cái gì vậy? Quy miệng đi. Chị nói sự thật đi. Chị Tiên, không phải gì cô nói đâu. Anh qua đây đi. Cô làm cái gì vậy? Anh với cô không có quan hệ gì hết á. Ờ, à, không có quan hệ gì hết á. Chỉ có đây là bạn trai của tôi. Người bạn cái gì vậy? Ai đó trai của cô? Cô lên coi. Chị Tiên à, nghe nói nè. Chị Tiên. Cô thật đánh rồi à? Làm gì? Ây da. Nè, cô thôi đi nha. Chị Tiên là vợ của tôi đó. Cô mà làm việc Chị Tiên á, tôi cũng tha cho cô đâu. Cứ nghiêm đó đi. Nếu tôi với cô không có quan hệ gì hết, giống như là khách qua đường thôi, cho vui thôi. Nghe rõ chưa? Chị Tiên à, em nghe cô nói tất cả là cho cổ đó, cổ quyến rũ anh, rồi cổ chút anh uống rượu sai, rồi anh vô tình anh làm chỉ có lỗi với em thôi, chứ anh không có chủ định làm cái chuyện đó đâu. Anh thề á, đàn ông ai cũng sẽ mắc cái lỗi đó hết á, đúng không em? Đúng không Bảo Lan? Thôi hỏi cổ rất tầm bậy không à? Bây giờ có gì không hiểu em hỏi anh trả lời cho em nè. Còn cô nữa, tôi nói với cô điều này hơi bị đau lòng, hơi bị tổn thương, nhưng mà nó là sự thật. Cô đỡ với tôi á chỉ cần tiền thôi đúng không? Bây giờ cần như cô nói đi nè. Cầm tạm số tiền này đi, rồi ngày mai tôi chuyển thêm mớ nữa, chịu không? Anh nói như vậy là sao chứ? Em đến với anh là tình yêu, chúng mình yêu nhau mà đúng không? Yêu đương gì? Em mới yêu nhau mà. Cô quan tử hả? Không có yêu đương gì hết á. Tại sao? Tại sao gì? Chị Tiên! Anh đứng lại đây đi. Chị Tiên! À, anh đứng lại đây đi. Ủa, ra con. Không! Con lẽ con làm cái gì? Tiên! Sao Huy là của tôi? Là của tôi! Tôi thấy dành lại anh ấy bằng mọi giá. Chị Tiên! À, em bình tĩnh đi, em đừng có khóc nữa mà. Bây giờ theo anh đi về nhà đi, rồi hai đứa mình sẽ nói chuyện nghiêm túc với nhau nghe em. Anh biết lỗi của mình rồi mà. Anh đừng có như vậy nữa, buông tôi ra đi. Thôi mà em. Được rồi, đến lúc này á, anh sẽ nói cho em biết sự thật luôn. Tại vì anh sợ em biết được cái quá khứ của anh, cho nên á, anh đã liên tục làm gì có lỗi với em vậy đó. Nhưng mà kể từ ngày nay á, sẽ không có vậy nữa đâu. Anh hứa với em á, em biết á, làm như em nhiều lắm mà, nghe bà xã. Anh buông em ra đi. Dạ Huy, tôi coi Bảo Lan giống như người nhà của mình. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả? Tất cả là tại anh đó. Thì đó, anh thề với em, kể từ ngày hôm nay, anh sẽ không gặp mặt Bảo Lan nữa đâu. Anh đã trả Bảo Lan cho anh hai của em rồi đó. Anh nói cái gì? Anh nghĩ em đang chơi trò đá banh hả? Thật là không thể chấp nhận được mà. Anh đi hỏi của anh đâu mà bà xã. Nha, cho anh cơ hội đi. Anh buông bàn tay gớm ghiếc của anh ra đi. Buông ra. Tiên.
Nè, sao mẹ chưa ngủ nữa? Mẹ. Mẹ, con thấy mẹ buồn buồn. Có chuyện gì sao mẹ? Không, không có chuyện gì đâu. Thôi, con đi nghỉ sớm đi. Dạ, vậy thôi con đi ngủ. Mẹ đó cũng ngủ sớm nha mẹ. Khoan đã. Dạ. Chuyện gì mẹ? Con... có bao giờ con nhìn thấy bạn gái của Nhật Hạ chưa? Ủa mẹ, bạn gái là sao mẹ? Con có biết cô gái này không? Dạ, con không biết. Thật không? Dạ, thiệt mà mẹ. Sao tự nhiên hôm nay mẹ hỏi vậy? Mẹ thắc mắc về tấm hình này hả? Trời mẹ ơi, bây giờ phong cách tụi tiên như vậy đó, nó chụp hình phải thân mật chứ vậy. Phong chào thôi, không có gì đâu mẹ. Dạ, con cất nó đi. Có lẽ mẹ đang nghi quá thôi. Nếu con biết chuyện gì về em thì nói cho mẹ nghe, để mẹ biết cách giải quyết nha. Không có được bao che cho em đó. Dạ, con hiểu ý mẹ rồi. Kể từ nay á, con sẽ quan tâm tới em nhiều hơn. Mẹ yên tâm nha. Nè, con là con trai, mẹ không lo lắm. Nhưng mà Nhật Hạ nó là con gái. Nếu như có một chút sơ suất gì đó trong cuộc đời thì nó phải gánh chịu hậu quả đó con à. Nếu có chuyện gì xảy ra với em con thì chắc chắn là mẹ sẽ không sống nổi đâu. Dạ, con biết rồi mẹ. Mẹ, nếu mà Nhật Hạ nó... Nhật Hạ nó làm sao? Dạ không có gì. Thôi, mẹ đi ngủ đi. Con đi ngủ nha mẹ. Vợ con trước giờ có bao giờ lên mặt với con đâu. Có suốt ngày mẹ lên mặt với cổ thì có. Con ăn nói gì kìa cô vậy? Mẹ có rảnh đâu mà người mà lên mặt với nó. Em đừng có giấu anh. Có chuyện á, em mới về nhà. Anh hai em đành em quá mà. Đúng không? Em chỉ muốn về nhà thăm nhà thôi mà. Dù tình trong giấc mơ triền miên, cố kiếm tìm chiếc không nghe máy à? Như tôi sẽ nói hết ra. Tình xem lần này chia anh sống chết ra sao? Ai không ai lo cho con còn lo cho ai nữa? Rồi, nè, đây là thằng thuốc bí truyền của người ta trên núi, ai uống cũng đẹp con. Mẹ đừng có mua mấy thuốc này, tốt tiền vô ích lắm. Con đi khám tây y rồi. Tốt nhất đó là chia tay trong im lặng. Chia tay trong im lặng. Ý anh là sao chứ? Thì nói nghe cũng hơi cả tình cả nghĩa thiệt. Nhưng mà cũng nhớ sẽ không có làm khiến cho vợ mình buồn khổ nữa đâu. Mày hiểu chưa? Lại, em nghe nó hết đi. Em biết là trên khắp thế gian này không có ai yêu thương em hơn anh đâu. Mà sau này á, trước khi đưa tiền cho ba tôi coi, anh đưa tôi coi trước nha. Tôi thấy ok rồi đưa chồng coi, biết chưa? Thì tôi cũng muốn như vậy. Nhưng mà mấy ngày hôm nay anh trốn thì đâu mất tiền. À, anh nói cho đàng hoàng chứ trốn gì chứ. Ở đây tôi là giám đốc. Em không có sao. Nè, có phải Gia Quyền đúng không? Bây giờ về nhà nó, em dọn hết đồ nhà mình đi. Hả? Dù anh có nghèo cỡ nào á.